Hi, mến chào các bạn. Hôm nay mình đang có mặt tại thôn Đoàn Kết, xã N Thôn Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng các bạn nhé. Thì mình đang đứng trước showroom ô tô Nguyễn Nam, chuyên mua bán và trao đổi ô tô cũ, xe ô tô các loại quên. Số điện thoại là 0965494949 và 0978396879. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên showroom để xem một số xe hiện tại đang có ở showroom nha các bạn nha. Rồi thì mình thấy ở đây thì có một chiếc Ford. Lo gì đây ta? Biển số 61526 49A 61526. B2Po. Ford Everest Titanium 2 cầu. Ồ, quá đẹp. Để mình xem nội thất sơ bên trong rồi ha. Giá cả thì các bạn cứ liên lạc với ông chủ ha. Wow, nội thất tuyệt vời. Xe này chuẩn xe gia đình ạ. Wow, xe đẹp từ trong ra đến ngoài ha. Quá đẹp. 78.339 km. Rồi, xe quá đẹp. Sơn đồ quá đẹp luôn. Rồi, đây một chiếc Mazda 49A 49846. Mazda gì đây? Mazda 3. Mình định nói nhưng mà điều cái thôi, mình cứ từ từ cho nó đâu ra đó rõ ràng này nói ha. Rồi. Ôi, lóc rồi. Rồi khỏi đi. Xe quá đẹp, màu trắng quá đẹp. Rồi, đây một chiếc Mazda nè. Dòng này SLV. Mazda CX-5. Quá đẹp tuyệt vời. Từ mâm lốp đồ còn rất là đẹp. Này chạy sân nhà đất đá quá. Lọc luôn. Này chỉ có ông chủ mới mở cửa được thôi. Rồi một chiếc xe Ford Everest 49A 22572. Quá đẹp luôn. Everest. Chiếc này là 54235 ha. Quay biển số để sau này thí dụ chiếc xe có bán đi mà hỏi thì ông chủ biết đường trả lời ha. Hôm nay ông chủ đi đi nhà ông chủ ở Nam Bang, showroom thì ở tại đây là thôn Hạ. Thành thực ra là ngày nay ổng đi về rồi thì mình trên đường thì mình đi thì đó, xe của mình biển số 60 mình mới ghé ngang qua đây, ghé ngang qua đây thì sẵn vô quay luôn. Chiếc Toyota Fortuner biển số 54256. Và đây là một chiếc không có biển số, cái đó để tính sau đi. Ở đây một chiếc Ford Ranger 60C55906. Xe của Đồng Nai mang lên. Tìm một lối để đi qua đây. Chiếc này chiếc gì đây? Isuzu D-Max. Isuzu D-Max Ford Ranger Isuzu D-Max 3.0 DT. Chiếc này Astra Mitsubishi. Astra Fortuner 51F54256. Rồi một chiếc
49A34067. Ráp to bán tải, ráp to quá đẹp ha. Còn kia là một chiếc Cbac 5, Cbac LX. Hybrid luôn ta, Chevrolet. C55906. Chiếc này biển số máy đây. Rồi, xe bắt đẹp dữ. Rồi, một chiếc xe Chevrolet xe bắt đẹp quá. 77D00079. Bán tải 49A43067. I10 51G45790. Một chiếc Ford Ranger 49A43401 rất to. Một chiếc Toyota Land Cruiser. Chiếc này 49A63. Raptor quá đẹp. Toyota Land Cruiser. Chà. Rồi, Mazda BT50 49C17913. Chiếc nào sao mình thấy nó cũng đẹp vậy ta. Ford Ranger này không có biển số, chắc đi làm biển số thôi. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì cứ alo với ông chủ ha, theo số điện thoại 0965 494949, gặp Nam nha. Rồi, mến chào các bạn. Để mình điểm mặt coi mình đã quay hết chưa ta, có vẻ là hết rồi đấy. Xe như xe mới hết ha. Công nhận đây dọn xe phải nói là tuyệt hảo thiệt. Isuzu Mitsubishi Astra, dòng này ít hao xăng bền.